Alo, bây giờ anh sẽ cùng mấy bạn sửa đề số 8 nhé. Đây là một đề mà cũng rất là chuẩn, chỉ có cái bị lỗi ở câu thứ nhất thôi mấy đứa. Lỗi ở câu thứ nhất thôi là theo form của bộ là câu ED nha, chứ không phải là câu ES nha, câu ED. Thì câu anh chữa nhanh cho các bạn, a text âm S. Thằng này là âm Z nè, thằng này là âm Z nè, thằng này âm Z nè, nó đúng mình là câu A. Sang câu số 2. Câu số 2 thì câu này là bằng U dài ha. Spoon cũng là U dài ha. Foot là u ngắn ha, noon là u dài đúng không? Đúng mình là câu C. Sang câu số 3, câu A là explain âm 2 ha, động từ trọng âm ưu tiên rơi âm thứ hai nè, involve âm 2 nè, borrow âm 1 nè, discuss âm 2 đó đúng mình là câu C. Tiếp tục sang câu số 4. Câu số 4 mà có cái từ president là âm thứ nhất, opponent âm 2, assistant âm 2, companion âm 2, đúng mình là câu A đúng không ạ? Sang câu số 5. Câu số 5 là tất cả mọi người đều nghĩ rằng cái vở kịch buổi tối ngày hôm qua thì rất là thành công. Với bạn căn cứ anh cái chỗ này là everybody thinks. Và thì bạn nhớ nha, hôm bữa mình học là gì? Hôm bữa mình học là chủ nếu như chủ ngữ là I think thì khi hỏi đuôi mình sẽ dùng mệnh đề phía sau that. Nhưng mà nếu như chủ ngữ không phải là I think mà là cái gì đó think thì mình sẽ hỏi đuôi bằng cách bình thường. Vì chỗ mày không phải là I think mà là everybody think, cho nên mình hỏi đuôi ở chính cái mệnh đề này luôn. Đáp án đúng của mình là câu A. Câu này hôm bữa anh dạy rồi cho nên chắc chắn là dễ rồi ha. Sang câu 6, còn kiến thức là bị động. Nếu bạn nhìn anh nè, những cái đường dây điện, những cái gọi là gì, những cái gọi là ví dụ cho một cái bản đồ nó có những cái đường sức chạy chạy này, gọi là gì ta, những cái lối đi mà của xe điện á thì đang được xây dựng đúng không, lối đi xe điện hả, cái gì đó, ví dụ ha, ví dụ là ở thành phố A đến thành phố B thì một cái xe nó chạy A B thì nó phải có tuyến đường đúng không, tuyến đường, nhưng mà cái này là cái đường hầm á, để cho cái tuyến xe nó chạy á, thì là gì ta, thì những cái tuyến đường này đang được xây dựng đúng không ạ, và cho đang được xây dựng căn cứ từ nào là chia bị động và chia tiếp diễn, nó đâu đúng câu này lại ha. Tiếp họ nói rằng là một trong số những cái trạm dừng chân đó thì sẽ được xây dựng ở trong cái khu vực của tôi, cái con đường của tôi, và cho ngoài là sẽ được xây dựng, đó đúng mình là câu C. Sang câu số 7. Câu số 7 bạn nhìn cho anh nha, căn cứ vào if là câu điều kiện head phân từ 2 điều kiện lại 3, nó đúng mình sẽ là câu D. Tức là nếu như họ được thông báo sớm hơn về cơn bão thì cái ngôi làng này sẽ không bị phá hủy. Sang câu số 8 là câu kiến thức của so sánh càng. So sánh càng có hai dạng, là nếu như mà tính từ nó đứng ở trong câu thì nó sẽ dùng là tính từ ngắn thêm đuôi er and tính từ ngắn thêm đuôi er. Còn nếu như tính từ dài thì nó sẽ dùng là more and more cộng tính từ dài. Đúng không? Còn nếu như so sánh được đặt ở đầu câu sẽ dùng cái dạng thức là the more, the cộng so sánh hơn. Phải the cộng so sánh hơn. Đúng không ạ? Vậy bạn nhìn cho anh nè, hard so sánh hơn của hard là harder, trên câu này dùng more là sai. Đúng không ạ? Tiếp. Chỗ này là best là so sánh nhất rồi, trên câu này sai. Đúng không? Vậy thì bạn càng học chăm chỉ thì kết quả bạn được bạn sẽ đạt được càng tốt, và đó đúng mình là câu A, càng chăm chỉ kết quả đạt được càng tốt. Sang câu số 9 mấy đứa. Câu số 9 là câu về sự phối thùy, tôi coi rất là dễ, cứ từ as soon as là ngay khi. Đúng không ạ? Ngay khi anh ấy kết thúc buổi tối thì anh ấy sẽ dắt những đứa trẻ đi bộ gần cái khu playground, tức là cái khu vui chơi, đúng không ạ? Về chỗ ngoài là sau khi hoàn thành thì sẽ dắt, câu là chuyện ở tương lai, đó đúng mình là câu A. Sau khi ăn tối xong mà sẽ dắt là câu chuyện trong tương lai, mà dù mà câu A hợp lý nhất. Sang câu số 10, câu mà có tính lừa các bạn, mà nhiều bạn căn cứ từ focus với từ on, đó đúng mình là câu A. Đúng rồi, nhiều bạn chọn như vậy. Như bạn nhìn là focus sao là tập trung vào điều gì đó, nhưng cái này có phải tập trung hay không? Từ focus on nó bằng với từ concentrate on, đó mà chờ động từ tập trung vào điều đó, như này là danh từ mà mấy đứa, đúng không? Vậy thằng này không phải tập trung đó mấy bạn, thằng này là gì? Thằng này chính là cái tâm điểm, cái trọng tâm, cái ý chính ha, cái tâm điểm của cái sự chú ý trong cái buổi lễ khai mạc này nè, chính là cái việc tham dự của những người nổi tiếng, đúng không ạ? Và chỗ này là tâm điểm, vậy đó đúng phải là câu C chứ không phải là câu
À nha, cái tâm điểm của cái gì đó, vậy là phải dùng of là của mà, of là của đúng không? Cái tâm điểm của sự chú ý ở trong cái buổi lễ khai mạc này chính là các vị tham dự của những người nổi tiếng, hiểu không ạ? Sang câu 11, câu 1 bữa chữ rồi nè. Câu 1 là trật tự tính từ theo quy tắc là of succumb. Of succumb đúng không ạ? Và căn cứ từ beautiful là chỉ xinh đẹp, và xinh đẹp là ý kiến phản ứng đầu tiên là OB nè mấy đứa, là OB nè. Trên câu này loại về big đứng đầu tiên đúng không ạ? Tiếp căn cứ anh từ big, big là lớn, về lớn nó về kích thước size đứng tiếp theo. Round là hình tròn và nó về là hình dạng shape đứng tiếp theo. Black là màu sắc, nó về color đứng tiếp theo, và eyes. À vậy đó đúng rồi bạn, đó đúng là câu C ha. Sang câu số 12. Câu số 12 bạn nhìn cho anh nè, không có bất cứ một cái phương pháp hữu ích nào cho cái việc pollution, cái việc ô nhiễm nước cả. Những nhà khoa học thì họ đã tiến hành thi hành thực hiện, tiến hành nhiều cuộc thí nghiệm với những cái công nghệ khác nhau. Và cho bạn căn cứ là science đó mới cho là chủ ngữ, have đó mới cho là động từ, chứ mình sẽ gọi được câu B bởi vì sau of phải cộng danh từ hoặc phát âm. Đúng không? Sau giới từ cộng danh từ hoặc phát âm. Lại câu D luôn, bởi vì however nó phải có trước nó dấu chấm, sau nó dấu phẩy thì mới dùng được, chứ mày không có chấm phẩy ha. Bây giờ bạn còn because cộng chung của động từ và although cộng chung của động từ, bạn nhìn tiếp cho anh nè. Because là bởi vì although là mặc dù, vậy là không có một cái phương pháp hiệu quả nào cho cái việc ô nhiễm nguồn nước đúng không ạ? Mặc dù những nhà khoa học đã nghiên cứu rồi. Vậy đó đúng phải là câu C. Sang câu số 13. Câu 13 là câu kiến thức về gì nhỉ? Là câu kiến thức về mệnh đề chẵn ngữ. Bây giờ bạn nhìn cho anh nè. But là nhưng, thanks to là nhờ vào, since là kể từ khi hoặc là bởi vì, và but for là nếu, và anh sẽ loại được câu D đầu tiên. Bởi vì but for là dùng trong câu điều kiện nha mấy đứa, trong câu điều kiện loại 2 hoặc là 3. Cho nên có xuất hiện but for thì chỗ này phải chia ở dạng điều kiện. À trên câu là sai chắc rồi, đúng không? Tiếp nè, vào cái năm đó phần đa những cái người mà triển lãm á thì họ bày tỏ cái sự ưu tiên đúng không? Họ bộc lộ cái sự ưu tiên cho cái việc trì hoãn. Bởi vì sao? Bởi vì cổ phiếu của cái công ty này thì rất là thấp, và nghĩa là bởi vì đúng mình là câu đi dùng bởi vì là hợp lý nhất, không dùng nhờ vào cũng không dùng nhưng đúng không ạ? Sang câu số 14. Câu 14 là câu gì nhỉ? Câu 14 là câu về sự phối thì rồi đúng không ạ? Spoke person, cái người nói á, spoke person là cái người đại diện, cái người nói đó mấy đứa. Cái người nói thì họ thì sao? Thì vẫn chưa hoàn thành cái bài phát biểu của cô ấy. Thấy từ Z không? Thấy Z là chỉ hiện tại hoàn thành. Trên đáp án đúng anh chỉ có câu C thôi, đúng không ạ? Câu C người ta dùng quá khứ hoàn thành nhé bạn. Vì sao dùng quá khứ hoàn thành? Bởi vì began là quá khứ. Vậy theo nguyên tắc chung của sự phối thì là người ta không phối hiện tại. Sorry, người ta không phối hiện tại với quá khứ, mà người ta chỉ phối quá khứ với quá khứ thôi. Cho nên lúc này hiện tại hoàn thành phải lùi xuống thành quá khứ hoàn thành. Cái này anh dạy hết rồi ha, anh là ông tủ hết rồi đúng không? Mấy câu anh tủ hết rồi đó, y xì như vậy thôi mấy đứa. Sang câu 15 là câu về cấu tạo của từ loại. Bạn nhìn cho anh, từ grounds là danh từ, trước danh từ của anh tính từ. Nếu còn tính từ thì bạn loại được câu này về đuôi ly, đuôi của trạng từ, loại được câu a và đuôi sần, đuôi của danh từ. Bây giờ mình còn câu b với câu c. Câu b extend được cái cụm từ extended family, tức là gia đình có nhiều thế hệ đúng không? Gia đình có ông, có bà, có cha, có mẹ, có con cái, có cháu chắc. Đó thì mình dùng là extended family. Ngoài ra cái từ extended nó có nghĩa là long or longer. Đây là cặp từ dễ có nhầm lẫn nha mấy đứa. Cái phần này anh cho vào cái câu này để gọi là chèn thêm cho kiến thức cho mấy đứa thôi. Còn đi thi của bộ mấy đứa, đi thi bộ cho bộ chơi rất là dễ. Một động, một trạng, một tính, một danh, bạn loại hết, bạn chọn một án thôi ha. Nhưng ở anh cho mấy bạn hai cái tính từ để làm gì? Bởi vì trong cái phần sửa lỗi sai câu số 45 của mấy em á, có một cái câu là sai về cách dùng từ những từ có nhiều đuôi. Đó, cái mục đích mà anh chèn thêm cái này vào để bạn học thêm được cái cặp từ nữa. Mình có cặp từ là extended và extensive. Extended. Extended có nghĩa là long or longer. Long or longer. Dài hoặc dài hơn mức cần than usual, bình thường. Hơn bình thường hoặc là mong đợi, expected. Đúng không? Còn extensive nó có nghĩa là bao phủ một khu vực rộng lớn, covering a large area.
bao phủ một khu vực rộng lớn. Vậy bạn nhìn nè, cái ngôi nhà này sở hữu một cái khu vườn rộng với vườn tược nè, với sân tennis nè, đúng không ạ? Vậy rõ ràng là gì? Rõ ràng là sở hữu một cái khu vườn rộng. Và trong này là rộng, nói về diện tích, nếu nói về diện tích phải là câu siêu với từ extensive, nói về diện tích tức là bao phủ một khu vực rộng lớn. Mấy bạn hiểu không ạ? Sang câu số 16. 16 là câu về từ dễ gây nhầm lẫn nhưng mức độ dễ thôi. Câu là cấp độ dễ, câu cũng không phải từ vựng, câu là ngữ pháp nha. Bạn cứ từ prosecute somebody for something, truy tố kiện tụng ai vì điều gì, đúng không ạ? Sentence somebody to something, kết án ai bao nhiêu đó năm tù. Convict somebody of something, kết án ai đó. Và accuse somebody of something, buộc tội ai đó. Và cho gọi là giới từ to, chữ A đúng mà câu B đúng mà thôi, đúng không ạ? Bởi vì cái hậu quả nghiêm trọng của những cái vụ murder, thảm sát, giết chóc, cho nên là quan tòa đó thì đã quyết định là gì? Quyết định là kết án chung thân cho những cái tên tội phạm bắt cóc. Hả? Sang câu 17. 17 là câu về từ dễ gây nhầm lẫn, câu là cấp độ khó hơn câu 16 rất là nhiều. Hả? Trong đề thi bạn có một câu rất là khó ha. Hôm bữa bộ cho một câu là speak, talk, say, đúng không? Và một cái câu rất là khó là câu phía sau là wait, salary là wage, đúng không? Đó, bây giờ anh cũng cho ý như vậy, rất là chuẩn form mấy đứa. Ở đây thì bạn chỉ cần phân biệt cho anh thôi ha, cái từ expansion này anh nghĩ là không ra thi nữa. Tại vì, sorry, expanse này đã ra vào năm 2018 rồi. À, cái dạng câu này bộ ra vào 2018 rồi. À, và đáp án đúng là expanse. Cho nên là expanse anh nghĩ bộ không ra nữa, nhưng mình vẫn học cho biết nha. Expanse có nghĩa là một cái dải đất rộng, một cái khu vực rộng lớn của cái gì nhá, một cái dải đất rộng, một cái khu vực rộng lớn của cái gì, được không? Cho nên nó không hợp với ngữ cảnh thôi. Bạn nhìn cho anh nè, bất cứ một cái sự mở rộng nào về công nghiệp trong cái khu vực này thì sẽ phải đối mặt với cái gì? Đối mặt với những cái sự phản đối gay gắt từ những nhà môi trường, đúng không? Bất cứ những cái sự mở rộng về công nghiệp, chỗ này là sự mở rộng chứ không phải là expanse, là dải đất rộng được, đúng không? Là khu vực rộng được, không hợp lý nhá. Không đúng ở câu D luôn, với từ enlargement có nghĩa là phóng to. Bảo cứ cụm từ là make an enlargement. Cái bức ảnh của mình nhỏ quá, bây giờ mình make an enlargement for có nghĩa là mình sao? Mình phóng to cái bức ảnh nó lên, đúng không? Phóng to bức ảnh nó lên. Không đúng. Bây giờ phân vân cái mấu chốt mình là extension hay là expansion thôi. Bây giờ bạn nhìn anh, extension là sự gia hạn mở rộng về mặt thời gian. Ví dụ cái bản hợp đồng của mấy đứa kéo dài 3 ngày, bây giờ muốn gia hạn sang 5 ngày thì mình dùng từ extension. Ngoài ra extension nó cũng có ý nghĩa là sự mở rộng, ví dụ là cái sự mở rộng về lĩnh vực. Ví dụ nha, the extension of, cái sự mở rộng của technology, công nghệ. À, technology. Đó, vậy chỗ này mình chọn B hay chọn C? Khó ha. Thì bạn nhớ nè, extension là cái sự phát triển của một cái gì đó mà nó tác động, ảnh hưởng lên nhiều người và một nhóm người, được không? Ví dụ là cái sự phát triển, cái sự mở rộng của công nghệ, thì rõ ràng công nghệ phát triển sẽ tác động và ảnh hưởng đến rất nhiều người, đúng không? Đó, nó có thể mang lại lợi ích hoặc mang lại điều tiêu cực gì đó, tích cực hoặc tiêu cực gì đó, đúng không? Cho nên là mình dùng extension có nghĩa là cái sự phát triển của một cái gì mà chính cái sự phát triển đó thì nó gây ảnh hưởng. Còn cái từ expansion này chính là cái sự mở rộng về kích thước, về size, về tầm quan trọng, importance. Câu cái thằng expansion này để chuyên Vinh năm ngoái cũng có một câu expansion. Hoặc là về amount, đúng không ạ? Về một cái lượng nào đó. Đó, thì bạn nhìn cho anh nè, bất cứ một cái sự mở rộng về công nghiệp trong khu vực này đều phải đối mặt với những cái sự phản đối gay gắt từ những nhà môi trường học, đúng không? Và rõ ràng đây là cái sự mở rộng về kích thước, về quy mô, nên đáp án đúng của anh phải là câu C chứ không phải là câu B. Khó ha? Khó. Câu 17 khó. Câu 18 dễ rồi, với cụm từ stab somebody in the back, đâm sau lưng ai đó, có nghĩa là betray, phản bội ai. Hả? Rồi, rất là nhiều người trong doanh trong 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 kinh doanh đó, thì họ nghĩ rằng là họ phải đâm sau lưng lẫn nhau để có thể thành công. Tiếp tục. Câu 19. Câu 19 là câu về idiom, câu idiom rồi bạn nhận câu 19. Câu 19 là người ta dùng cụm từ gì ta? Just change your approach. Rồi, thay đổi cái phương pháp tiếp cận của bạn đối với những cái
assignment, bài tập này đi. Cái cách mà bạn giải quyết nó chắc chắn sẽ cái gì đó nowhere. Thưa bạn, cụm từ là get somebody nowhere. Get somebody nowhere. Get somebody nowhere nó có nghĩa là không có sự tiến bộ. Make no progress. Đúng không ạ? Hoặc là không có một cái sự thành công nào cả. Hoặc là have no success. Success. Và rõ ràng gì? Rõ ràng là cái cách mày tiếp cận nó, cái cách mà mày xử lý nó thì chắc chắn là sao? Thì sẽ không có mang lại cái hiệu quả, đúng không? Hoặc là sẽ không có cái sự tiến triển nào cả đó. Đúng vậy là câu A. À, câu này thì không khó lắm. Sang câu 10, 20 đi. 20 là gì nhờ? 20 compatible. Thằng này là hòa hợp, là mấy đứa hòa hợp. Câu này là gì ta? Khi mà họ trở thành vợ chồng thì họ mới nhận thấy rằng họ không có hòa hợp lẫn nhau, đúng không? Họ không có tương thích lẫn nhau. Và xưa từ compatible là hòa hợp, tương thích, đúng không ạ? Họ thường xuyên tranh cãi về những cái lý do rất là đơn giản. Vậy thì đồng nghĩa với hòa hợp có nghĩa là có con sao? Không phải. Có khả năng chia sẻ chung một mái nhà sao? Không phải. Tài chính sao? Không đúng. Mà nói về sống một cách hòa thuận đâu. Đúng vậy là câu A. Tiếp tục câu 21 là gì? Cái từ này anh thấy dễ, không biết bạn biết không? Chắc có bạn biết, có bạn không. Những bạn mà tầm 7 điểm mình sẽ không biết. 8 điểm thì hên xui, còn 9 điểm chắc chắn là biết không? Bạn nhìn anh từ concise. Concise nó có nghĩa là ngắn gọn, ngắn gọn. Ví dụ là mày hãy viết một cái bài viết rất là ngắn gọn thôi, ngắn gọn, xúc tích, đừng có viết dài dòng lê thê. Thì mình dùng từ concise, thường dùng trong văn học nha mấy em. Giáo viên thì yêu cầu học sinh là đưa ra cái câu trả lời ngắn gọn, xúc tích, đúng không ạ? Mày không cần phải viết một cách bài dài dòng lê thê đâu. Vậy là trái đầu, sorry, đồng nghĩa với ngắn gọn, xúc tích chính là short and clear, ngắn gọn và rõ ràng. Sao có 22 nè. 22 là gì? Cô ấy đã được mang vào bệnh viện vào tuần trước khi mà cái điều kiện sức khỏe của cô ấy đột nhiên giảm, deteriorate. Vậy xưa được cái từ deteriorate này có nghĩa là trầm trọng thêm, là giảm, đúng không? Trầm trọng thêm. Vậy trái nghĩa với trầm trọng thêm tức là got better, khỏe, rất là tốt. Sang câu tiếp theo là gì nhỉ? Ông John, ổng nói rằng là ổng cho tôi mượn một vài cuốn sách tiếng Anh. Cái cụm này anh đã dạy rồi. Trong những cái bài collocation and idiom mấy bạn, có cụm từ là go back on one's word hoặc là one's promise. Có nghĩa là nuốt lời, thất hứa. Vậy trái nghĩa với nuốt lời, thất hứa đó chính là đồng nghĩa là quên lời hứa nha. Đồng nghĩa là câu B nhưng trái nghĩa là câu A. Có nghĩa là giữ lời. Ha? Anh hỗ trợ bạn sửa xong 23 câu rồi. Bây giờ mình cùng chuyển sang phần đọc điền nhé.